À, bây giờ em sẽ review gạch anh Dương Tiễn. Anh Dương Tiễn đặc này vừa mới qua Côn Lôn Đao anh em ạ. Nghe nói là ghê gớm lắm. Đấy, vẫn cho anh em xem đấu giá nhé. Đấy, nghe nói đặc này anh Dương Tiễn vừa mới sắm lại con Côn Lôn Đao. Nghe nói quả đao VIP lắm, em chưa xem cái quả đao này, bây giờ cho anh em xem. Đầu tiên là quả đao đi. Cái đao này thì em đánh giá là ok thôi, chứ còn em tưởng đao kim cơ. Tốc 30 độc sát 14 trừ 1 à. Thế là mặc năm hành mộc. Cái đao này thì ok, tất nhiên là ngon hơn cái đao tốc 30 bình thường vì có độc sát. Một cái độc sát thì cũng nổ được thêm một lượng đam cũng ok. Em tưởng đao kim thì là ngon, tưởng đao kim thì là binh chi linh, cái đao này thì đánh giá là ok. Chứ là để nói là đáng sợ thì em tưởng đao kim cơ. Đao kim bây giờ 30 14 cũng giật mình đấy. Nhưng mà đao mộc này thì 30 14 thì em đánh giá là ngon thôi, chứ còn để mà đáng sợ thì cũng chưa thực sự đáng sợ. Cứ tưởng anh Dương ỉm cái gì. Tốc 30 14 này thì chỉ cần tăng chân phái 22 23 điểm gì đó là ô văn kê. Hay võ lâm mật tịch đang được đấu giá 3 kim. Mũ nào. Mũ chậm 30 trừ 1 à, sinh lực 117. Nội lực 61, mũ này đánh giá là ok, bình thường thôi. Áo phục hồi 40 kháng hỏa 19, nội lực 91, áo này VIP này anh em này. Áo này VIP này nhưng mà không có choáng thì cũng hơi là một vấn đề cực kỳ nan giải. Áo này em không biết là anh Dương mua lúc nào nhưng mà cái áo này VIP, áo này đỉnh nhé. Áo này phải nói là áo áo phục hồi 40 hệ thủy bây giờ đang ngon nhất bây giờ đấy. Được thực sự luôn. Đang đeo cái dây chuyền Kim Phong. Bao tay đi. Quái dào một cái bao tay 180, nội lực 15. Hấp dẫn đấy. Sinh lực 180 cũng quá tuyệt vời rồi. Chuyển hóa thì không cần thiết. Ngọc bội kim sinh lực sức mạnh. Ngon đấy, ngon đấy. Nhẫn 5 chậm 20, sinh lực 49, nội lực 58. Nhẫn 19-20. À 19-30. Sinh lực 12. Xem đai này. Đai 19-30, sinh lực 92. Nội lực 24. Giày tốc 35 chậm 30. Này chúng ta hãy cùng xem về cái phong cách kích năm hành của set đồ này. Bây giờ để kích cái mũ hỏa này làm chậm 30 thì đeo dây chuyền mộc chuẩn rồi. Đeo dây chuyền mộc để chuẩn rồi. Kích trừ 1 độc sát nội thì áo thủy chuẩn rồi. Bao tay kim. Bao tay kim này thì hệ thổ auto kích trừ 1 kim. Thì sinh lực 180, kháng độc thì không biết có được không. Bao tay ngọc bội kim thì nó cần là giày hoặc nhẫn trên hệ thủy. Không kích được, hình như là không lấy được kháng độc. Đúng rồi, không lấy được kháng độc, lấy sức mạnh thôi. Nhẫn trên hệ hỏa và giày hệ hỏa. Nhẫn trên hệ hỏa và giày hệ hỏa là cần 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 vũ khí hoặc mũ mộc. Vũ khí hoặc mũ mộc để kích. Thì cái này kích được trừ 1 này. Đây là làm chậm 50, ok. Mà cái mũ này làm chậm 30 nghĩa là này 80 làm chậm anh em ạ. Ok. Bình đồ khá đẹp. Phá hành linh tinh nhé anh em ạ. Phá hành khá là hay. Đai 19-30. Đai 19-30 đai hệ thủy này. Thì cần cái gì? Đai hệ thủy là cần cái gì? Đai hệ thủy là cần bao tay và ngọc bội hệ kim để kích. Bao tay và ngọc bội kim để kích. Nếu là kích được sẽ là kích được kháng hỏa và choáng đầy đủ. Còn cái nhẫn này cũng kích được đầy đủ luôn. Đấy, cần bao tay và ngọc bội kim kích được hai cái món này thủy đẹp luôn. Còn cái áo thủy này cũng kích được kháng hỏa hay không? Áo thủy thì cần cái gì? Áo thủy thì phải cần đai và nhẫn dưới hệ kim không kích được. Thế cái áo này không kích được kháng hỏa. Áo này không kích được kháng hỏa thì phải. Đúng rồi. Trong cái set đồ này chỉ không kích được cái kháng hỏa của cái áo này và kháng độc của cái bao tay này và trừ hai của mũ. Đấy, còn đâu là kích được hết anh em ạ. Thế thì chúng ta hãy cùng xem về tổng tổng quan về mức mức choáng mức chậm của gạc này. Bây giờ là 30 chậm, 20 chậm, 80 chậm anh em ạ. 80 chậm và bao nhiêu choáng? Nhẫn 30, đai 30, 60 choáng anh em ạ. 60 choáng, 60 choáng, 80 chậm. Thế là ok lắm rồi anh em ạ. Thế là quá đẹp. Nó vào gặp thanh âm phạn sướng nữa thì con này đúng là đủ hiệu ứng luôn. Về chém thì cũng rất đít luôn. Nhưng mà cái lỗi con này thì em đánh giá là bị thiếu một cái. Đó là thiếu kháng lôi. Thực sự vào thời điểm này, con này bị ăn mấy tạt của võ đang hay Colossus là bốc hơi. Nên nếu xác định cầm con này thì phải đứng cực kỳ khéo. Đứng phải cực kỳ khéo đấy. Con này thiên hiệu ứng máu cao. Nhưng phải đứng phải cực kỳ khéo.
đứng không khéo là bỏ mạng như chơi. Hôm nay thì anh em bảo em đổi hạt anh Dương Tiễn đánh, thì hôm nay anh Dương Tiễn giao phó cho Bi Béo để nó đánh con này xem như thế nào. Chứ em bây giờ để nói thật với anh em đánh con lôn chắc không bằng Bi Béo. Đúng không? À, quá kinh khủng rồi. Tất nhiên là không không em đánh ôn phái thì phái nào em đánh cũng được, nhưng mà để mà không thể bằng được một người mà 4 năm server đánh một phái được, đúng không? Cũng giống như bà Tân đấy, là auto đánh con lôn, Bị Béo auto con lôn, thầy Trường cũng auto đánh con lôn down. Thì tất nhiên với những với cái người mà gọi là mỗi server đánh một phái như em thì không thể so với lại những người mà đã quá thuần thục về một phái được. Đấy hiểu không? Nhưng mà để nói sang các phái khác thì tất nhiên em Amolet lại chiếm lợi thế, tại vì em Amolet đã cầm khá nhiều phái rồi. Ok anh em nhé, và đây là ạc anh Dương Tiến vừa bui. Và còn ạc đường môn nữa, ạc đường môn của anh Dương Tiến cũng cực kỳ khét anh em ạ, để em sẽ review sau. Đấy, đây là server mà sự trở lại của anh Dương Tiến sau khi những cái lời nói ngon ngọt của em Amolet đã lôi kéo được anh Dương Tiến về. Kèm theo đó là vài ba người bạn nữa của anh Dương Tiến cũng cũng vào chơi, đó là anh Việt Senji. Anh Việt Senji là người đã mua cái set đồ lôi sát nội công của Emolet đấy. Và anh Hưng nữa, nhưng mà anh Hưng đang bận để chuẩn bị anh Hưng vào. Ok anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip này của em nhé.